Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là motor quạt dàn nóng bên phụ của xe Hyundai HD đời mới. Đây, chúng ta cùng nhìn. Tầm 4 tháng trước do chưa có cái sản phẩm này thì đa số chúng ta sẽ phải dùng của Uliver chế sang. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì nhà máy đã cho ra cái sản phẩm này nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Đây là chúng ta đang nhìn phía trước của motor này, phía sau này, phía sau với ba tay bắt này. Đây là ba tay bắt quạt vào lồng quạt. Đó ạ. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Busan tại Hàn Quốc đấy ạ. Vào ngày 30 tháng 6 2021 là được xuất ra khỏi nhà máy. Đây. Đây chính là cái trục để chúng ta gài cánh vào, và trục này chúng ta gọi là một vát. Đây là cái phanh để giữ. Về cái thông số kỹ thuật của nó thì từ tâm lỗ bắt ốc sang tâm lỗ bắt ốc của nó là nó rơi vào là 11-2. Đấy ạ. Và chiều dày của motor quạt. Đây là em kẹp nhé, anh em nhìn này. Đây. Nó rơi vào là 42. Cả phía trên. Đây ạ. Cả phía trên của nó thì nó rơi vào là 58. Đây. Với cái sản phẩm của công ty Busan Hàn Quốc thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm ạ. Đây, đây là hai cái giắc điện của nó. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em, đó chính là cái motor quạt dàn nóng bên phụ của xe Hyundai 3,5 tấn đời mới. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.